Ok, hello, chào các bạn nha. Ok, hello, chào các bạn nha. Ok, chào các bạn đến với channel Lindo Vlog cuộc sống ở châu Phi. Các bạn hôm trước Lindo xem video của em Nam ấy, rất là hay, làm kèo ấy, rất là hay. Bây giờ Lindo nhiều Nam để bày cho Lindo làm kèo như thế nào nhá các bạn nhá. Yeah. Ok mọi người, hôm bữa mình có làm cái video kẹo kéo ấy, Lindo thấy hỏi mình là Nam sao làm cái món này lạ đấy, chưa thấy ở đây có bán bao giờ. Lindo muốn hỏi mình là có thể hướng dẫn cho Lindo làm được không, để làm mai mốt có gì Lindo mang ra ngoài chợ bán ấy, để cho người dân ở đây trải nghiệm cái món ăn kẹo kéo coi. Tại vì cái món ăn này bên này người ta không có làm, rất là lạ luôn. Và hôm nay mình sẽ cùng Lindo đi ra chợ mua mấy cái nguyên liệu để về mà chế biến nha mọi người. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ đi. Bây giờ mình đi ra chợ. Đi ra chợ. Gần đây đó các bạn. Ngay sau nhà. Đây các bạn nhá. Đấy, vào chợ rồi. Bây giờ là đến đợt chợ. Hồi năm nguồn liệu căn mùa cái gì? Căn mùa cái gì năm? Bây giờ mình mua lạc này. Với là mua lạc, mua đường, với là chanh thôi. Đấy, có 3 nguyên liệu chính đấy thôi. Ok. Chắc 3 liệu thôi à? Bây giờ chợ buổi chiều mọi người đang rất là nắng luôn. Đúng rồi. Lạc này là chanh, đường, xong. Đúng rồi, vậy thôi, 3 okay. Món. Ok, ok, ok. Ok nha mọi người. Lúc này Lindo đi một vòng, vào chỗ đi một vòng là xem lạc, như tìm lạc không thể được, không có lạc. Nhưng mà mời đi qua, mời đi lái xe để đi chỗ khác để xem có hay là không. Mời đi qua đây là nhận thấy chi này bán lạc nha các bạn. Đấy, lạc, xanh nha các bạn. Bây giờ trong khánh này có lát quá nhiều. Bây giờ đi đầu vào cổ một căn là có nhiều tiền nha mọi người. Có một căn thôi được rồi. Chỉ còn một căn thôi. Chỉ căn nhanh cho kilo mày. 8 cent. Hả? 8 cent. 8 cent. Một căn 8 quan. Dạ, mẹ đi đến nó cũng sao mày. Một. Nào, hãy xem đi, mẹ đi xem nó cũng sao. Một căn 8 quan nhé. Bây giờ chỉ còn mua đường thôi, bên mua này, đường phải chanh này. Mọi người ạ, bên này thì không cần đâu, là được cái ống lon này này. Đấy, cứ một lon đấy là kiểu như là gần 1 cân đấy. Dạ, dạ. Đúng rồi, một cái lon này là 1 cân đúng không? 1 cân, không cần đồ máy. Không cần dùng cân đúng không? Thì giờ không cần dùng cân. Chỉ cần dùng cái lon này là vừa. Đúng rồi. Dạ, không? Dạ, dạ. Đấy. Đúng rồi. Một chút thành phố là không cần cái căn này lông này để cán đâu, nhưng mà cái này một lon này là một cân hai trăm này, đúng rồi, cổ 200 con nhá. Bây giờ đi là đi mua tất cả đường cho đường. Ok nha mọi người, đi mua nguồn liệu về rồi, xong rồi cả rồi. Ok bây giờ theo Nam. Nào, bây giờ Lindo phủ Nam thôi. Bây giờ Nam sẽ hướng dẫn cho Lindo làm luôn. Okay. Có gì mai mốt là Lindo biết cách Lindo làm luôn. Nó cũng dễ lắm. Yeah. Bây giờ nha. Bây giờ Lindo đổ đường vào đây. Đấy. Okay. Lindo đổ đường vào đây đi. Ok. Đổ đường vào nồi. Đấy. Đổ hết đường luôn. Lần đầu tiên nha. Tí nữa mình làm xong với cái này mình sẽ cho con của Lindo và cháu Lindo ăn thử. Vâng. Và mang qua cho anh em Team Châu Phi ăn luôn nha mọi người. Ok. Tặng bất ngờ. Cái này là mình chưa nói ai biết đâu. Đấy, tặng cả bất ngờ nhỉ? Được, mình qua mình chẳng giấu này. Okay. Nào, tặng bất ngờ. Ok, mình qua mình phải kêu này. Kéo đi. Okay. Ai mua thì mang dép ra đổi. Đấy. Giống như ngày xưa luôn. Đồ cá. Đồ cá luôn à? Đổ hết luôn. À. Giống như ngày xưa bên Việt Nam Lindo là nếu mà muốn mua kẹo kéo này là không có tiền đâu, phải lấy dép ra đổi. À. Lấy dép lách này. Ôi giời, không được, thế không được. Thật mà. Nhưng mà đời dép à. Ôi giời, đi chân không. Mấy cái dép mà bị hư rồi, chứ không phải là dép đang còn lành đâu. Nhưng mà có lấy không? Đời dép hư rồi nhưng mà lại kéo được hả? Được. Lấy dép đổi kẹo đấy. Thế tuyệt vời chứ nữa. Ngày xưa bên Việt Nam là như vậy đấy. Rất là hay. Thế một bếp hả? Không, bây giờ Lindo đổ nước vào. Nước à? Đây, để Nam đổ cho lần đầu tiên bất công Lindo. Okay. Đổ ấy, cho cái nước này ấy, nó sắp ở trên mặt đường thôi. Chứ nhiều quá là nó bị lỏng ấy. Ok, ok. Đây này. Okay, các bạn nhá. Mình căn làm sao cho nó sắp đường thôi. Đấy. Lắc cho nó đều ra chứ không đều. Có đều ít nữa. Có thẳng không? Okay, đấy, đổ là... nước này nó kiểu sắp trên mặt đường đấy. Ở trên đường khoảng một xíu đây, okay. Có sắp okay. Đây, ok, bây giờ bật bếp lên nấu rồi. Nấu cho đường chạy rồi. À, là phải dùng quẹt à? À, dạ.
mình cũng biết mọi người, mình bạn bảo sao nó không có lửa đây. Đấy, giờ sẽ đợi cho cái đường này nó tan ra, mình quấy cho nó tan ra. Là okay. Lạc này thôi, còn bếp này thì mình đang làm luôn nè. Tránh thủ, không biết nữa để cho lạc nó nguội lâu ấy. Này trao thế. Ok. Lấy chảo đang làm luôn đi, ít nữa được phải đợi. Mở bếp, bật bếp luôn. Nước phải là được, để ít nữa mình bật bếp luôn để cho nó khó. Chào các bạn chứ. Cầm bút đi thì để làm chào các bạn đi. Chào các bạn ấy. Chào các bạn. Chào các bạn. Dạ. Chào các bạn. Chào các bạn ấy. Không, con của Lindo đang còn rất là ngại. Ngại lắm. Ngại. Chưa quen với việc quay video nhiều nên là ngại. Yeah. Nhưng mà con Lindo nhát hết nhỉ? Kiểu nhát ấy, ngại ấy. Đúng rồi. Ngày Giống như nhà Jo em của Lôi con thì cũng đâu ngại lắm. Chắc em bé này mới muốn. Nhưng mà khi nhìn mày qua ấy, chào các bạn không ra chào các bạn luôn. Không, nhưng mà không chào bị ngại. Nhưng mà khi mà mày quay không thấy mày quay không có gì cả. Không có gì mày quay mà chào các bạn này. Chào các bạn liên tục mà. Chắc ngại ấy, không quen. Không, một thời gian sau là quen đấy mà. Đúng rồi. Nói chuyện nhiều với người chuẩn bị sinh nhật ấy. Chuẩn bị sinh nhật à? Dạ. Chà, ngày bao nhiêu? Ngày 13 tháng 6. 13. Hôm nay là ngày hai mấy nhỉ? 23. Hôm nay 23 rồi. Đúng dạ. 23 tháng 5 rồi. Chuẩn bị là 20 ngày nữa. 2 tuổi đó. Đấy, khuấy cho cái đường này nó ít nữa nó tan ra hết. Ok. Không cần khi rả vàng không cần. Không, ít nữa một lúc sau mới cần nó vàng. Oh. Còn bước bắt đầu thì cứ khuấy cho nó tan đường ra đây. Ok. Đấy, các bạn thấy chưa này? Chủ Nam quên bếp rồi. Gian phải như này. Alito biết sóc như vậy không? Không, không biết. Dễ mà. Đồ ra hết cả rồi. Không biết đâu. Sắp như thế này không được sờ. Sợ à? Không được sờ thì mà không được sờ đổ ra. À đấy. Đúng rồi. Không được phải nhiều lần phải lắm luôn. Với lại phải khéo tay ấy. Không được thử phải lắm luôn ấy. Khéo tay như vậy. Ok. Được. Ui. Nhưng đời nhìn khổ lắm. Tại nấu nhiều rồi nên quen rồi. Đúng rồi. Làm nó dễ, còn nếu mà người nào mà không biết sắp ấy thì nó rất là khó. Đúng, thật đó. Như đi đồ nhìn vào là rất là khó, còn như Nam làm thì là rất là dễ. Phải hát để cho nó quên. Được. Đấy, đường bắt đầu là nó chạy rồi này. Một lúc sau là nó tan ra hết và mình cứ để cho nó sôi thôi. Ok. Đi nhỉ? Chứ cũng không cần khuấy nhiều quá đâu. Nếu mà khuấy nhiều quá thì nó bị không làm được. Ok. Lát. Kéo lát. Không phải kéo kéo. À kéo. Ok, kéo mang dép mà đổi. Ok. Kéo kéo. Hôm nay Linh đồ làm một kéo kéo. Làm dép đổi à? Mang dép mà đổi. Mang dép đẹp mà đổi. Ý nữa mình qua mình cho mấy anh em team châu Phi ăn ấy. Mình sẽ kêu là ai mà muốn ăn kiệu kéo thì phải đổi một đôi dép. Đúng không? Đúng rồi. Ở bên Việt Nam ngày xưa là phải đổi dép đấy. Thật à? Đúng rồi. Ví dụ ở trong nhà mà có mấy không cái đồ không cần dép mới. Dép cũ là cổ, đổi dép cũ thôi. Ừ. Đấy. Người ta thu mua trong dép cũ về đấy. Sao dép cũ để làm gì á? Dép cũ về người ta tái chế lại để làm việc khác. À. Ví dụ như dép này bằng nhựa này á, người ta về người ta nung chảy ra để người ta làm mấy cái đồ tái chế khác. Ví dụ là chai, lọ, này, cốc này đấy. Thật. Đồ tái chế đấy. Đúng rồi. Thật. Ngày xưa bên Việt Nam còn nhiều cái để đổi lắm. Nếu mà dép hư là đổi được nhiều thứ lắm. Đổi được kem này, đổi được bánh kẹo này đấy. Như ở bên này bán. Bán bể rồi, bể không được bán. Nhưng mà người ta lấy bán người ở nước ngoài đưa về đưa làm lại nhiều cái. Đúng rồi, đúng rồi. Cả nhiều thao, xô, cốc nhiều. Thay vì là người ta đi bán như vậy thì người ta đổi lấy bánh kẹo ăn cũng được. Ok nha mọi người, sau một hồi rang lạc với là nấu đường ấy thì mình thấy đường nó bắt đầu quánh rồi. Giờ Lindo á hãy thử lấy cái nước, múc cái nước đường này nhỏ ở đây này. Thử coi nó có đóng cục lại chưa. Nếu mà đóng cục lại là tắt bếp, ok rồi. Đấy, ok. Đi đồ múc một ít thôi. Đấy, rồi nhỏ ở đây này. Ok. Đấy. Đấy, chưa được. Chưa, nó mới đang còn lỏng.
một lúc nữa. Đấy, nó có hơi cục cục rồi này, đây này. Mình lấy tay mình sờ vào đây. À. Nhưng mà nó vẫn chưa có cục, đóng cục lại là chưa được. Đợi thêm một lúc nữa. Lạc thì chắc vậy là chín rồi đấy mọi người. Bây giờ mình sẽ đi tiến hành đi bóc lạc thôi. Ok, bóc lạc dần đi để cho nó nguội đi, rồi mình sẽ đợi kẹo chín xong ấy. Kẹo nó đủ cái nhiệt độ mà nó quánh lại ấy. Rồi mình sẽ để cho nó nguội rồi sẽ đổ ra. Cái mâm đã rồi. Hay là lấy cái lấy cái tô đi. Mình lấy cái tô mình đổ ra đi. Cái mâm này ít nữa để mình đổ kẹo lên đây. Đấy. Có chuẩn bị bịch bóng này. Hôm nay có bịch bóng này. Này là lấy từ cái bao gạo đấy mọi người. Ok nha mọi người, sau một hồi thì cuối cùng cái đường này mình thấy nó đã quánh lại rồi đấy. Đây này Lindo nhá. Lindo thì nó quánh lại như vậy rồi đúng không? Lindo chấm ở đây này, Lindo bỏ vô nước này thử nhá. Đây này. Đây. Đấy, thấy không? Đấy nó ra cái cục vậy này. Đấy sau mình sẽ cầm, mình sẽ lấy tay mình cạy lên. Coi nếu mà nó ve viên lại được thì ok. Đây. Nè, à, được rồi. Đấy, nó ve viên lại như vậy được, nè. Đấy. Được rồi. Ok, đấy. Là vậy là đường của mình đã đạt được cái nhiệt độ mà làm kẹo kéo rồi. Thì bây giờ mình sẽ cắt chanh, cắt nửa miếng chanh, phát vô cho đường nó không bị cứng ấy. Ok, ok. Đấy. Cắt chanh này vô này. Ok. Đấy. Đấy, lên đường hấp. Cắt chanh này vô. Để vát vô đấy, rồi quấy đều lên là tắt bếp là được rồi. Okay. Để cho kiểu đường nó không bị cứng lại ấy. Yeah. Ơ, chanh này không có hạt đâu. Nhưng mà mình lấy cái môi mình với hạt. Có lấy hạt không? Không, đừng lấy hạt, đắng lắm. À. Mình chắc lấy cái nước thôi nè. Đấy. Ok. Ok. Sao Lindo lắm luôn ấy. Ờ, đấy. Hôm sau mà Lindo có mang ra chợ bán ấy, làm mang ra chợ bán cũng được. Đấy, rồi xong mình quấy đều lên như vậy nhá. Ok. Đấy. Chắc một viên thôi à? Một nột nữa thôi, không nhiều quá thì nó sẽ bị chua ấy. À. Bị chua ăn nó sẽ không ngon. Ok. Chị, tại vì mình bỏ chanh này vô là để cho đường nó không bị cứng lại lúc mình đổ ra, là nó không bị cứng lại. Ok. Chứ mà không bắt chanh luôn, nếu đổ ra thì đường một lúc sau nó nguội nó sẽ bị cứng. Nó không có độ dẻo của làm kẹo kéo được. Đấy, mình quấy đều lên một lúc. Thơm có mùi chanh thơm nhỉ? Hôm nay ấy, mọi người là làm ở đây là mình có kinh nghiệm làm một lần rồi. Nên rút ra được rất nhiều thứ, làm chắc chắn nó sẽ ngon hơn lần trước. Okay. Wow, tiếp nữa mình sẽ đi qua Team Chofi và rao câu ca dao nhé. Yeah. Kẹo kéo càng dài, càng nhai càng ngọt, chạy tuyết vào nhà. Nhà. Xin bà 5 xu, bù vào một hào, mua kẹo kéo đi. Vậy vô, vậy vô. Hãy có chiếc cua phải đôi. Đúng rồi, lấy dép đổi. Về Việt Nam ngày xưa là lấy dép đội nào. Thơm lắm. Thơm thật á. Thơm. Chanh vô thơm lắm. Kẹo kéo hôm nay có vẻ là rất là thành công, ngon. Màu rất là kinh, tươi luôn. Kinh rồi thì. Mình rồi thì. Để nấu một tí nữa cho nó xém lại một tí. Cho nó ngon. Đấy. Okay. Không nên khuấy nhiều, nó bỏ chanh vô, khuấy một ít thôi. Khuấy nhiều quá nó cũng không làm được. Ok. Ok nha mọi người, sau một hồi thì đường này á thì để nó cũng nguội nguội rồi. Đấy, Lindo để đường nó nguội nguội một tí đúng không? Dạ đúng rồi. Mình sẽ lên này, cái bịch này mình sẽ phải đổ dầu ăn lên đây này Lindo. Mình chia sẻ. Xe dầu anh mới toanh luôn. Đây, giờ mình đổ ít dầu lên đây. Đổ dầu lên đây Lindo để làm gì ạ? Để bôi để cho nó không dính à? À đúng rồi, đấy. Đây, ít là mình đổ cái đường này vô nó sẽ không bị dính. Có cái quệt chưa? Hả? Có cái quệt không? Không. Không, không sao đâu. Đổ cái này lên, xoa một ít lên đây cho nó đỡ dính. Đi đổ nhiệt bình. Đấy, xoa đều lên. Sau ý là mình đổ đường lên đây cho nó đỡ bị dính ấy. Chứ là mình cuốn lại được. Đổ thêm này. Đổ thêm dầu ăn ở bên trên. Đây, đổ thêm dầu ăn. Để xoa đều. À. Đấy. Để cho nó đỡ dính ấy. Nhưng mà không phải 3 liều thôi. Đâu. Không phải 3 nguyên liệu đâu. 4 dầu ăn nữa. Đúng rồi, dầu ăn nữa. 4 nguyên liệu. Đúng rồi. Ok, đều rồi đấy. Kéo kéo càng dài, càng nhai càng ngọt. Chạy tuất về nhà. Xin bà xin bà 5 xu. Xin bà 1 năm xu. Bồ vào một hào. Mua cục
kiểu kiểu đê. Ui giời, chết chết chết. Lindo đồ cầm cầm cái môi này múc đường xuống. Anh để cái môi này đấy. Để cái này đấy. Mục mục ít thôi đợi ít thôi. Kẹo kẹo xuống này. À ok. Kinh nhỉ. Ui trời, hôm nay làm mẹ này hơi bị đẹp luôn. Quá tuyệt vời nhỉ. Thơm nhỉ, có mùi chanh nhỉ. Đúng. Giống như mùi kẹo chanh luôn đấy mọi người ạ. Đấy. Thơm lắm. Ngon. Hôm nay có kinh nghiệm rồi, làm nó ngon hơn. Yeah. Nói chung thì cái gì mình phải trải qua vài lần đúng không? Đúng rồi. Lần đầu thì chắc chắn thì nó sẽ không thành công vào những lần sau. À, Lindo là nhớ rồi. Lindo nhớ chưa? Dạ. Nói mốt làm cứ làm y vậy là được. Dạ. Yeah. Kẹo kẹo hết đi Lindo. Mọi người lưu ý ấy, là để cho nó nguội vừa thịt tới thôi chứ. Để nó nguội quá nó sẽ dính nồi ấy. Đấy, như vậy là ok. Để ra đây một hồi hết. Xong cho nó nguội nguội lại một xíu, xong mình sẽ gấp lại. Và mình sẽ thực hiện kéo. Ok. Để nó nguội một xíu ấy. Chứ để trong nồi này nó lâu nữa. Ok. Khi mua về quê, nên đòi phải nào các muốn nhưng đâu biết rồi là và nào cho các em ở bạn ăn đúng không? Cho các em ở dưới đây cũng lắc này cũng kêu này là nhưng đâu kéo đấy nhìn là nhưng mà bây giờ nhưng đâu hấp rồi có hấp còn nóng này lên đồ thế không? Này mình bỏ dầu ăn luôn này thấy không? Đấy, nó không dính luôn, không nó trôi dính. Luôn này này này. Đấy, nó trôi luôn này ha. Thông minh nhỉ. Đấy. Đấy, nó trôi luôn này. Nhưng mà phải đợi nó nguội được. Lần đầu anh bày cho năm. Lần đầu là xem YouTube. À. Với là ngày xưa ấy, ở bên cạnh nhà có thầy giáo ấy. Thầy giáo cũng làm cái món kiểu kéo này này. À. Mình nhìn qua mình biết sơ sơ rồi. Thế sau mình lên YouTube mình coi kỹ lại rồi mình làm. Nhưng mà hôm bữa là cũng là lần đầu lần tiên làm đấy. Hôm nay đúng là lần thứ hai luôn này. À, okay. Lần thứ hai là hướng dẫn lên đồ luôn này. Ok. À. Nhưng mà lần thứ hai này thấy là rất ok, nó ngon hơn lần đầu đấy. Này. Đấy, không dính không mình dính. Làm nó quẹo nó quen tay rồi ấy. Nên mình sẽ căn được cái mức độ của đường nó vừa hay không. Sau một hồi đợi chắc cũng hơn nửa tiếng ấy, lên đồ thì mày, đi tắm mày ra tắm ra đi tắm xong. Sạch sẽ luôn rồi thì cuối cùng cái đường này nó cũng mình cảm thấy là nó cũng đã nguội nguội đấy. Bây giờ mình sẽ cuốn lại đây lên đồ nhìn đấy, đường nguội là mình sẽ cuốn lại như vậy đấy đấy ha. Đấy. Mình quấn lại như vậy. Nhưng mà đang còn hơi ấm. Nhưng mà có chanh. Nếu không có chanh không nó không có chanh là nó sẽ bị cứng ạ. Cứng. Nó không còn đẽo. Có chanh luôn rồi nó sẽ đẽo như vậy này. Ok. Đấy. À. Nó còn hơi ấm ấm. Đấy. Oh. Cũng như là bay mi nhỉ. Không, giờ làm cho nó đỡ nóng cái đã. Okay. Nó đang còn hơi ấm ấm. Nó chưa nguội đều. Mình bo vài lần cho nó nguội rồi. Đây đang còn nóng là nóng. Đấy. Bây giờ không dính tại vì có dầu ăn rồi. Đúng rồi, tại vì có dầu ăn rồi. Đấy, bây giờ mình kéo như vậy này. Đấy. Kéo. Đấy, thấy không? Mình kéo. À. Mình kéo như vậy chắc tầm 10 phút hơn 10 phút đấy. Kéo hơi lâu ấy. Kéo khi nào mà cái màu này ấy nó ra màu trắng đục luôn. Ồ. Là sẽ ok. Đấy, cứ kéo vậy thôi. 10 phút à? Kéo khi nào, không cần 10 phút, không cần biết bao nhiêu phút đâu. Nhưng mà chứ còn ra tăng. Khi nào nó ra màu trắng đục ấy, là ok. Đây này, nó bắt đầu chuyển ra màu trắng rồi, thấy không? Được rồi. Cái đồ rửa tay sạch sẽ chưa? Sạch quá là sạch rồi, đúng không? Sạch. Đấy. Đấy, cái đồ cầm kéo đi. Đấy, đúng rồi, cứ kéo như vậy đấy. Kéo một hồi cùng mỏi tay đấy. Cho bài nếu mà bình thường mà làm số lượng nhiều như bây giờ ấy là sẽ có máy rồi liên đồ ạ. Sẽ có máy đúng rồi. Mình bỏ ô là nó tự quấn rồi con này. Ok. Hoặc là ngày xưa các bác bán kẹo kéo ấy, bán số lượng nhiều sẽ đóng một cái đinh lên tường ấy. Xong bắt bên tường phải lại kéo xuống. Đấy. Đấy là không, kéo một hồi ra màu trắng đục rồi này. Thật. Đấy, đúng rồi, cứ kéo như vậy thôi. Kéo khi nào mà nó ra màu trắng đục luôn. Này, ok. Đấy, mình trải ra như vậy này. Cho nó đều ấy. Để mình cắt lạc lên ấy. Ok. Kéo cho nó càng đều thì rắc lạc ít nữa thôi. Càng ngon. Kiểu lắc. À kiểu. Kiểu kéo đấy. Toàn kéo không đúng không? Yeah. Ít nữa còn kéo nữa cơ. Này là mới kéo những công đoạn đầu thôi. Sao không kéo kiểu lắc? Hả?
Sao không kêu kiểu lắc? Kiểu lắc mà. Tí nữa bỏ lạc của sao? Kiểu lắc. Kiểu lạc thì làm khác mà. Kiểu ham lắc. Ui, kéo càng đều tay thì nó ít nữa mình gác lạc lên. Ăn cái kẹo nó đều nó ngon. Như cái tấm vải hề. Như tấm vải đúng không? Đấy, ok. Như bột mì thôi. Bây giờ ấy, là sẽ lấy cái lạc này này. Tắc vào đây. À. Tắc ở giữa thôi. Này, lát ở giữa đây. Để ý là mình cuốn lại ấy. À. Cái mâm này nó hơi nhỏ nha mọi người. Đấy, rắc, rắc một đường thôi. Một đường thôi à? Đúng không? Rắc à, một đường ok. Đấy. Ok, ok. Cho đều. Đây. Mâm này nó nhỏ quá. Nhỏ. Hay là mình bỏ ra cái bàn luôn đi. Nhấc cái mâm ra đi lên đồ. Này. Lên đồ nhấc cái mâm đi. Cho nó vừa cái bàn. Rồi. Lại đi, lại đâu lại lạc cho nó đều. Lại hết rồi. Hôm nay làm có kinh nghiệm thì mình gãi cái này nó sẽ đều hơn nha mọi người. Đẹp hơn. Quá tuyệt vời đấy. Tin đồ hắc nhiều thử. Nhiều thử. Nhiều môn. Nhiều món từ Việt Nam. Từ Việt Nam. Dạ. Thôi vậy được rồi Linh đồ. Cháu nhiều quá ít là cháu được. Đấy. Khi mà về quê Linh đồ phải lắm. Lần đó là lắm. Lần này kêu kêu này. Dạ. Đấy giờ mình cuốn cái này lại nè. Thật là khi mà về quê Linh đồ phải làm cái này. Muốn lên cho nó cả gia đình trong nhà biệt. Không ngoài chợ làm chi cô đấy. Ngoài chợ bên này không bán này đúng không? Không biết làm. Không biết làm. Đúng rồi. Đấy, cuốn lại nhá. Cuốn cho nó kín lại. Rồi nhở. Chà. Đấy, cuốn lại rồi. Không thơm, không biết ai làm lần đâu. Không biết ai làm lần đâu để cho bài tất cả mọi người. Không biết ai suy nghĩ như thế này. Ai mà tạo ra món ăn này là cũng hơi bị sáng tạo đấy. Ai suy nghĩ lần đầu hay suy nghĩ làm kêu này? Không biết nữa. Chắc là ông bà hồi xưa đâu. Yeah. Giỏi thật. Quá giỏi. Kiểu là như bột mì vô này. Nhưng mà mình vẫn chưa biết cuốn theo giống như mấy bác kéo cuốn là cái đầu này nó to, cái đầu này nó nhỏ. Mình cuốn là nó thật đuộc. Cho nó thàn, cho nó bằng nhau. Đấy. À. Sợ. Rồi. Giờ mình sao mà cuốn được cái bịch này lại. À hay là cắt cái cắt đôi ra hả? Cắt đôi ra. Vậy được, cắt đôi ra đi. Đấy. Không, à. Đi cái đầu đấy. Ra được hai khúc. Rồi bây giờ mình kéo thử coi nó có ra không. Đoạn này kéo này khó này. Đây là lên đồ kéo như vậy này. Đấy. Kéo là sao cho nó đều lạc ở trong nữa. Đấy. Đấy, ra một khúc thôi mà. Đấy. À. Kéo. Hay. Đấy, đi đồ ăn thử đi. Coi có ngon không? Này làm chín nữa. Ngon không? Tuyệt vời lắm, quá đẳng cấp. Ngon nhỉ? Kéo lắm, kéo thật đó. Ngon nhỉ? Ngon, tuyệt vời lắm. Đấy, ngon tuyệt vời lắm. Này gì làm, này làm chín nữa. Ngon đấy. Ngon nhỉ? Cảm nhận sao nó có vị gì? Nó có vị gì? Không bị gì cả, kiểu ngon thôi. Không có mùi kiểu chanh. À, mùi chanh đúng không? Mùi chanh. Quá ngon, quá tuyệt vời. Đấy, ok, làm sao đã. Lít đồ thử kéo cho vợ và con ăn thử coi. Ok. Không, kéo nhẹ thôi, kéo vuốt nhẹ nhẹ từ từ thôi. Đấy. Yeah. Vuốt vậy nè, đây thử lít đồ vuốt vậy nhá. Này, vuốt từ dưới này trước này, đấy cho nó dài đó, đấy, nhá, vuốt nhẹ rồi, đấy,
xong rồi đến đây ngắt dứt khoát vào. Ok, ngắt dứt khoát vào đấy. À, ok, đấy là nó sẽ được đấy. Đi đồ kéo thử đi. Con nào có nhẹ nhẹ trước, kéo cái đầu này trước. Kéo đầu này ra trước. Kéo ra đi. Ok đấy. Đấy, đúng không? Trước. Kéo cứ kéo đi. Đấy, kéo nó dài dài ra vậy. Đấy, rồi xong ngắt ở trên này. Xong rồi kéo vuốt trên này xuống này. Yeah. Rồi, ngắt. Bóp lại ngắt. Đấy, trời ơi. À, bắt đầu đi chưa? Về, corre, corre, corre. Về. Tengo una cosa aquí. Hola. Prueba, ven, ven, prueba. Sí. A ver. Va ver. Xin lỗi bạn. Đi giờ chào các bạn nhé, xin lỗi nó tên. Chào các bạn nhé. Chào các bạn đi giờ, phải là chào các bạn nhé. Đi giờ phải là chào các bạn nhé. À các bạn nhé. Dạ, đi đầm lên đồ cho vợ cái đấy đi đầm. Đây này, kéo thêm cho con á. Dạ. Đây, cứ cầm cái đầu này kéo dài ra, cầm cái đầu này trước này. Đấy, kéo dài ra như vậy. Đấy, xong rồi mình lại vuốt. Mình lại vuốt chỗ này, đấy, rồi mình ngắt. Ngắt dứt khoát đây. Đấy. Essa dama da Lidia. Ah, obrigada, muito obrigada. Dạ. Kéo thêm cho cháu xin lỗi. Rồi, cứ kéo đi, cứ cầm cái đầu kéo dài ra đã. Dạ. Nó dễ này. Rồi, ở trên này lại cầm trên này kéo. Ừ, dạ. Đấy, kẹo kéo là vì vậy đấy. Ok. Nó phải kéo nó mới ra kẹo. Đấy. Ê, xin lỗi. Đi đi ra tỉnh nè. Ra tỉnh, em có đặt phát là chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn nè, phát là. Chào các bạn. Phát là. Chào các bạn nè, Aki. Chào các bạn nè. Chào các bạn nè. Aki, em đồ đấy còn ngại lắm mọi. Chào các bạn nè. Chào các bạn. Chào các bạn. Ok. Tá bom, já? Làm cái nào vậy sao? Gracias. Obrigada. Ăn thử không? Hôm nay thành quả của mình như thế nào cho mọi người? Kẹo lạc hôm nay làm đẹp hơn à? Chứ còn người Việt Nam thôi. Ngon hả? Tuyệt vời lắm. Nó bùi bùi, đúng không? Nó đúng. Có vị của lạc nó bùi bùi. Đúng rồi. Với lạc kẹo nó ngọt. Đây mọi người ạ. Mình đang tính mang qua cho mấy anh em ở trong team ăn nhưng mà thấy mà hai mama đang đi về ấy. Xong rồi mình làm cho hai mama ăn thử luôn. Coi kẹo kéo cảm nhận của hai mama ăn kẹo kéo nó sẽ như thế nào. Kẹo kéo càng dài càng nhai càng ngọt. Chạy tọt vào nhà xin bà 5 xu bỏ thêm một hào. Ai kẹo kéo đây. Kéo kéo càng dài càng nhai càng ngọt. Chạy to cái nhà xin bà 5 xu bỏ thêm một hào. Ai kẹo kéo đi để coi ai mấy anh em đi làm về sẽ có ai Lindo sẽ về năm phát luôn. Lindo rao đi Lindo bán đi kéo ai ít ai mà ra để ăn Lindo phải kêu là phải bỏ một chiếc dép ra mới được một cái kẹo nhá. Yeah. Ok ok. Đấy. Mua kẹo bằng dép. dép cô là được. Đúng rồi, dép cụ là được để lắm lại. Đấy, cuối cùng đến cái nhà này hai mấy anh em còn đây rồi. Dạ. Boa tarde, boa tarde, mano. Sim. Muito obrigado. Sim. Já. Ainda vamos entrar aqui. Tem uma coisa aqui. Chạy to con nhà, xin lại cái sổ. Ui. Kéo đi. Ai mua kẹo kéo? Hôm nay em đi bán kẹo kéo này. Một đôi dép. Lấy kéo một đôi dép. Ai mua kẹo kéo? Đôi dép. Xin chào, xin chào. Kéo đấy. Chào các bạn. Kéo kéo. Anh có ăn kẹo kéo không? Có, nếu phải đổi một đôi dép ấy. À, đúng rồi, phải đổ dép đấy. Lý do tông dép người rồi. Lý do tông dép người. Ăn kẹo này là phải có dép đúng rồi. Đấy. Đây. Anh bảo có rồi. Đây, anh bảo có dép đây. Anh bảo hai đôi. Ai đổ dép, phải. Ok, thôi chào các bạn nhé. Ai đổ dép, phải lấy kéo. Mỗi anh em một đoạn đây. Em một tiếng nhá. À, mỗi anh em. Ok, mình thu được hai đôi dép rồi bạn ạ. Cái này là... Kéo đấy. Kéo cần dài. Càng nhai càng ngọt. Trời. Trời sắp tình. Không, anh chưa có dép. Hai bà bánh. Một mô. Nghĩa này
À đúng rồi. À, đây để cho hai bác này trải nghiệm luôn. Kêu 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 Taki. Essa aqui. Kêu kêu. Mamá, tira chinelo. Vamos trocar com chinelo, mãe. Vamos trocar com chinelo. Que bom. Pode, pode pegar, pode receber, mãe. Prova já, prova já. Pode, esse é rebuçado. Rebuçado, onde tem os outros lá comer? Chapepa. Chapepa. É rebuçado de xinguba. Chapepa. Rebuçado de xinguba. Mas depois é só trocar com chinelo. Chinelo aqui. Chef nai này. Ba chef, ba chef luôn, ba đôi chef. Của anh nói nha, Linh đâu nha, của anh Linh đâu nha. Đấy, hảo rồi. Hai chiếc được. Bán được hai hai cây kiểu nghèo. Một năm không? Chú Linh, chú Long có dép không? Chú Long chưa có dép hả? Dép đâu? Dép đâu không có, lấy dép nổi đi chứ. Có đấy, được ăn. Đúng rồi, Phúc có phải là có dép mới được ăn. Có dép mới được ăn à? Đúng, đây là dép mà cháu mới mua. Đây là Linh đòi rồi, mày nói rồi. Linh chứ không có được ăn à? Không, phải đổi ra dép. Ăn chứ thì mai thì đưa cho. Không, đây không, 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 không được. Có nhà con đang. Chú Long phải đi đổ dép đi. Đúng rồi. Đi kiếm dép lách đổi đi. Đi lên mới đi làm về đi thành kéo kẻ đúng không? Ăn cái này rồi. Đây, đây, đây. Anh bảo cho vay một chiếc dép. À, chú Long. Không. Tao, tao, tao đổi gì? Vâng. À, tao đổi trẻ về với ăn được cái béo. À, ok. Nhưng mà ngon hả? Ngon này. À, có phải bán nha. Đức cho anh em này, mày bán. Để cho anh này một đây. Em, Cái bò lạc quá không? Dạ vâng. Lạc một bò rất thơm này. Dạ. Mẹ hả? Cảm ơn anh cả nhé. Anh có một chiếc em anh cả. Em mới này. Thôi hôm nay là mở hàng em. Hôm nay mở hàng em không ngại đó. Anh lên Philip một đôi lại bao nhiêu kèo? Thế nhưng mà tay rửa chưa? Chay rửa sai coi làm là sạch sẽ thôi. Làm mình đi bỏ đi đó này. Ôi trời ơi. Một chiếc thôi. Không phải bội thu được mọi người ơi. Đôi gì có thể. Anh. Tay sạch không đi? Tay em rửa sạch sẽ. Cái này phải nắm ngang tay vào. Anh đông cho đối với phòng Kiên. Tích ok, nó chào các bạn nha. Kiên. Dạ. Anh đông có. Em có mỗi cái giày này. Có cái giày này. Được. Cái này hình như ở quê anh ngày xưa làm đâu. Gọi cho bột là họ họ kéo này. À có. À, ông này. Bột đấy. Có ông này, ông này có chết rồi. Có chết rồi. Dạ, ở là xin em đi rồi. Xin em được không? Em thì cho nhiều dầu quá. Dạ. Thôi rồi. Không, đâu cho nhiều dầu. Quay chỗ bao ấy. Ui. Được rồi, bỏ đây anh. Chứ còn chiếc, chứ còn chiếc chứ. Chứ bởi dép chứ. Không, đổi cái này được. Cái cũng có cái là nhiều tiền hơn đây. Nhiều tiền hơn dép. Đúng rồi. Thế thôi. Nồi làm chứ được. Anh về chỗ đây. Cháu con bà mì tên đi về. Anh về chỗ đây. Ai về chỗ đây. Ok. Dạ. Có dép không? Có dép không? Hút ra bụi xa đúng. Vâng, tôi đã có xin em. À, ta bẩn nó. Chắc cho các bụi 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 xin em lại. Ok. Ôi, nhìn cái đó bắt đầu. Nhìn cái đó bắt đầu. Nhìn cái cái này đúng là người ta phải cho bột vào đấy. Anh sẽ bột lên cái bột này. Bột vào kéo này. Anh đâu rồi? Em nhớ là xưa bé nè. Đấy, ngồi. Ngồi. Anh nhớ là ngày xưa anh bé nè hay đi mua cái kẹo kéo này này. Mà người ta cho cái bột vào này. Cái bột vào để cho bỏ kéo này. Bột mi á? Bột chất bột là làm kẹo chỉ chứ. Không, kẹo kéo mà. Chắc cho bột vào nó được chứ. Hình anh nhớ là nhầm cũng nhầm được thế. Nhưng mà em coi mua cho ít nạc thôi. Em coi đúng không là nó không ở ấy. Không nè. Không có bột. Hay mình nhầm mấy cái gì. Anh kéo nhầm kẹo chỉ biết kẹo chỉ là người ta cho bột người ta xé rồi mà. À. Quê anh bạn kẹo kéo. À. Bột là cứ kéo dài này. Kéo lại dài cả mét này. Thôi đấy. Ờ được. Rồi thì ngon. Nhưng mà kéo cho nạc vào nhiều thì không kéo được dài. Đúng rồi. Nếu mà cho lạc vô. Anh không cho lạc đúng không? Kẹo đấy không có lạc đúng không? Không có lạc. Nhưng mà kẹo kéo là phải có lạc chứ. Hả? Kẹo kéo bình thường em ăn phải có lạc đúng không? Ngày xưa em ăn là có lạc lâu lắm thì mấy chục năm rồi quên. Thì bao nhiêu bạn là kẹo kéo đấy. Nhưng mà kẹo kéo có lạc vô ăn nó mới bùi bùi nó mới ngon. Mình đừng ăn cái kẹo kéo không có lạc này. Khả năng đây kẹo phải dùi đấy. Kẹo không có lạc là cái kẹo không có vàng. Anh Linh có ăn kẹo kéo không? Kẹo kéo. Đổi dép đấy. Phải có dép. Phải đổi bằng dép đấy. Phải đổi dép. Mày đốt đôi hai đôi rồi. Hai đôi dép. Điên à? Ồ, hay này. Như kiểu ở Việt Nam này. Ơ ơi. Ngon đây. Ngon đây. Đúng cái lạc á. Ăn không? Ăn ngon đấy. Ơ nhưng đúng rồi. Kéo kéo càng dày. Công nhận nam các bạn đấy. Càng nhai càng ngọt. Chạy tọt vào nhà xin bà năm xu bỏ thêm một hào. Ai kẹo kéo đây. Ok. Được. Ok nhưng mà bỏ một hộp là cuộn này.
Ngon. 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 Cà phê pha. Ah, ah, mama. Mama có ăn được không? Dạ, xin lỗi mẹ. Dạ. Ah, no, no, mentira, 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 mentira. Dạ, tem mais aqui. Mama, pode tirar mais essa metade? Essa metade para mamãe? Dạ. Dạ. Esta aqui. Dạ.